Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Như vậy là sau một tháng trời đồng hành cùng Arcane, cuộc hành trình về hai chị em Vi và Jinx, cùng với đó là sự phát triển của công nghệ Hextech và cuối cùng là sự xung đột của Piltover và John cũng khép lại với một cái kết cực kỳ gây sốc và mở ra một viễn cảnh có thể là u ám hơn cho mùa 2 của phim. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại toàn bộ những sự kiện nòng cốt đã xảy ra trong mùa 1 của bộ phim đầu tiên về Liên minh huyền thoại. Và không để mất thời gian nhiều hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Let's go! Đến với tập 1, Welcome to the Playground. Tập phim bắt đầu với một khung cảnh đỏ rực, cùng với những tiếng la hét như ai oán đang vang vọng ở khắp mọi nơi. Cộng thêm với đó là xác người cũng nằm ngổn ngang ở mọi ngóc ngách. Đây chính là hậu quả của cuộc đụng độ giữa hai phe là Piltover tiên tiến cùng đội cảnh vệ binh hùng mạnh và thành phố ngầm ở ngay bên dưới, với sự lãnh đạo của Vander, người đàn ông được mệnh danh là Hound of the Underground, với đôi tay thép đầy dũng mãnh. Và cũng chính Vander là người đã cưu mang hai chị em Vi và Powder, hai đứa trẻ vừa phải tự mình chứng kiến cảnh bố và mẹ của mình bị giết hại. Nhiều năm sau, bốn đứa trẻ của thế giới ngầm là Vi, Powder, Milo và Clegger đã trốn Vander đi lên phía bên trên Piltover để kiếm chút đồ hòng đem bán từ giới thượng lưu ở đây. Rõ ràng trái ngược với cô chị ngày càng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ, Powder không hợp với những chuyện thiên về thể chất cho lắm và trở thành gánh nặng của cả đội. Nhưng nhờ có sự dìu dắt của Vi mà sau cùng cả nhóm cũng đột nhập vào được một phòng nghiên cứu của một nhà phát minh nào đó trên Piltover. Không phí phạm thời gian, cả bọn nhanh chóng lượm nhặt tất cả mọi thứ có thể đem bán. Và đây cũng là lúc mà Powder tìm được một chiếc dương chứa những viên đá xanh lấp lánh cực đẹp mắt. Giữa lúc hành nghề, chủ của căn hộ đã trở về và cả bọn đành ba chân bốn cẳng để tẩu thoát. Và Powder đã vô tình đánh rơi một trong số những viên đá kia, khiến nó ngay lập tức mất kiểm soát rồi phát nổ. Vụ nổ sau đó đã gây ra một thiệt hại tương đối nghiêm trọng cho cả tòa nhà và cả bọn phải cố gắng tẩu thoát khỏi hiện trường trước sự truy bắt của đội cảnh vệ binh. Vừa trốn chạy được khỏi đội cảnh vệ thông qua một đường ống cống ngầm để về lại John, thì cả bọn lại phải đối đầu với một nhóm du côn khác muốn chiếm đoạt lấy chiến lợi phẩm này. Và xui xẻo thay, trong lúc cô chị Vi cùng những người anh em đã giành chiến thắng trong cuộc xô sát này, thì Powder đã phải vứt đống chiến lợi phẩm xuống sông để tự cứu bản thân mình. Dù đồng đội rất tức giận, nhưng Vi vẫn hết mực bênh cho đứa em nhỏ của mình, nên cả bọn đành tay trắng trở về. Cắt cảnh, ta đến với quán rượu The Last Drop của Vander sau khi ông giải quyết ổn thỏa cho một vụ làm ăn bất chính xong. Ông cũng quay trở vào trong gặp những đứa nhỏ của mình để nghe giải thích về vụ lùm xùm đang xuất hiện ở mọi nơi. Và đương nhiên là bọn trẻ không thể giấu được Vander chuyện mình vừa lẻn lên Piltover để ăn trộm nên đã bị ông trách mắng. Đồng thời Vander cũng khuyên Vi kéo cả bọn đi chỗ khác để tạm lánh. Về phía Vander thì ông cùng Clegger đi đến tiệm bán đồ của Benzo và cậu bé Echo để báo tin về những chuyện lùm xùm đang diễn ra. Trong lúc Vander và Benzo đang trò chuyện với nhau thì bất ngờ có hai người thuộc đội cảnh vệ binh của Piltover tiến vào. Một trong hai người đó là Grayson, người đang có mối quan hệ ngầm với Vander và cả hai đang bí mật cấu kết với nhau để giữ sự yên bình cho hai thành phố. Tuy nhiên thì sự việc này đang quá phức tạp nên Grayson đã đề nghị Vander giao nộp những đứa trẻ có liên quan để về Piltover chịu tội. Và chuyện mà cả hai làm việc cùng nhau này đã được Echo âm thầm theo dõi để báo lại cho cả nhóm. Vì chính cậu cũng là người tuồng những thông tin mật ra ngoài để tạo tiền đề cho các phi vụ đình đám của nhóm. Mặt khác thì tình cảm gia đình của hai chị em Vi và Powder đã có phần sứt mẻ sau khi Powder không nghe hết câu chuyện mà Vi cùng Milo đang tranh cãi mà cô lại bỏ đi giữa chừng. Tuy nhiên thì mối quan hệ của cả hai sau đó cũng nhanh chóng được hàn gắn lại và Powder đã khoe cho cô chị về chiến lợi phẩm của mình. Nhưng Vi đã khuyên Powder rằng khoan hãy khoe nó cho Vander. Ở cuối tập 1, ta được diện kiến phản diện của loạt phim lần này, Silco. Hắn ta cùng nhà khoa học của mình là Singe đang nghiên cứu một loại huyết thanh màu tím được gọi là Shimmer với tác dụng giúp vật chủ tăng trưởng sức mạnh cũng như là trở nên hung bạo hơn. Sang tập 2, Some Mysteries Are Better Left Unsolved. Mở đầu tập phim này ta được biết đến danh tính người đang ở tòa nhà mà Vi cùng nhóm mình đột nhập vào hôm trước. Đó chính là Jace và những viên đá màu xanh mà Jinx lấy đi chính là nguồn năng lượng nguyên thủy của công nghệ Hextech mà anh đang dày công nghiên cứu. Quay trở về với quá khứ của Jace, ta biết được rằng lý do vì sao anh chàng này lại theo đuổi việc nghiên cứu những thứ có liên quan đến phép thuật. Đó chính là vì anh và mẹ của mình đã từng được cứu bởi một pháp sư giữa cơn bão tuyết vô cùng khắc nghiệt. Trở lại với tập phim, thì sau khi vụ nổ được phát hiện, Jace đã bị tạm giam bởi vì những nghiên cứu bí mật của anh được cho là sẽ gây nguy hiểm với mọi người. Tối đó thì giáo sư Heimerdinger cũng đến phòng giam của Jace để nghe cậu giải thích. Tuy nhiên khi nghe câu chuyện rằng Jace muốn kết hợp khoa học và phép thuật lại với nhau thì Heimerdinger đã khuyên cậu rằng nên bỏ ý định đó đi và sáng hôm sau khi ra hội đồng hãy thành tâm hối lỗi để nhận án phạt nhẹ. Mặt khác thì về nhóm của Vi,
cả bọn lúc này đang phải tạm lánh vào một nơi trú bí mật để tránh đội cảnh vệ binh của Piltover đang lùng sục ở khắp mọi nơi. Yên bình chưa được bao lâu thì đội cảnh vệ trong lúc khám xét người dân ở xung quanh đã vô tình bắt gặp được cả nhóm và tất cả phải cuống cuồng bỏ chạy. Và may thay nhờ có Echo nên cả bốn đều thoát được. Sau đó thì Vander bắt đầu khiến người dân ở John cảm thấy không còn tin tưởng nữa khi anh cứ bênh vực cho lũ trẻ một cách bất chấp. Đây cũng là lúc Echo nói cho cả nhóm về việc Vander có qua lại với người ở bên trên. Không chỉ bị gây khó dễ với người dân, một người thuộc đội cảnh vệ binh đang có những trao đổi qua lại đầy bất chính với Silco cũng cử người đến quán The Last Drop để lục soát, nhưng may mắn là cả bọn đã thoát được. Trở lại với Piltover ở bên trên, phiên tòa xét xử Jace đã được diễn ra và bất giác, cậu đã vô tình tiết lộ nghiên cứu của mình có liên quan đến thứ phép thuật mơ hồ kia và cả phiên tòa trở nên náo loạn. May thay là ủy viên của hội đồng khoa học là Mel Mudder và mẹ của Caitlin. Người bảo hộ của Jace cùng giáo sư Heimerdinger đã bênh vực cậu nên Jace chỉ bị đuổi khỏi học viện chứ không bị trục xuất. Trở về nhà trong sự thất vọng, Jace vẫn không muốn từ bỏ công trình nghiên cứu của mình. Tuy nhiên thì anh không được cả mẹ của mình ủng hộ và cơ hội để quay trở lại học viện cũng sụp đổ sau khi tìm đến nhà Caitlin với hy vọng rằng giải thích để mẹ cô hiểu mọi chuyện nhưng bất thành. Bên cạnh đó thì trái ngược với mọi người, phụ tá của Heimerdinger là Victor lại rất hứng thú với việc nghiên cứu của Jace nên đã quyết định giúp anh để lấy công trình nghiên cứu sắp bị tiêu hủy của mình. Về phía Silco thì hắn ta cũng có một bước tiến cho âm mưu của mình khi hắn bắt đầu thử nghiệm Shimmer lên cơ thể của người. Tiếp tục với tập 3, The Base Violence Necessary for Change. Trong lúc mọi chuyện đang trở nên rối bời, thì Vi quyết định rằng sẽ giao nộp bản thân mình để chấm dứt xung đột của hai bên. Nhưng rồi Vander đã phát hiện và ngăn cản cô và tự giao nộp bản thân của mình cho Grayson. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra, Silco xuất hiện cùng với vật thí nghiệm mới của mình và giết chết Benzo và toàn bộ đội cận vệ binh trừ Marcus, kẻ mà hắn đang giao dịch cũng như hắn đã bắt Vander về hang ổ của mình. Tại hang ổ của Silco, ta biết được hắn ta và Vander từng là đồng đội của nhau, nhưng không biết vì một lý do gì đó mà Vander đã phản bội hắn ta. Về phía Vi thì sau cùng cô cũng được thả bởi Echo, đồng thời Echo cũng theo chân Silco và phát hiện ra hang ổ của hắn để báo lại cho Vi. Thế là không cần suy nghĩ gì thêm, Vi cùng Milo và Clagger lên đường đi cứu Vander, nhưng lần này thì Powder không được tham gia. Mặt khác thì tương lai mà Jace vẽ ra đang có một chút tiến triển, khi cả ủy viên Mel cũng rất quan tâm đến sáng kiến của Jace nên cũng tạo điều kiện cho anh và Victor đột nhập vào văn phòng của Heimerdinger để nghiên cứu. Và không trái với kỳ vọng của tất cả, công trình nghiên cứu của Jace đã thành công mỹ mãn. Một sự kết hợp đầy tinh tế giữa khoa học và phép thuật đã được hình thành. Kỷ nguyên Hextech của Piltover chính thức bắt đầu. Quay trở lại với phi vụ giải cứu Vander, tưởng chừng như cả bọn đã có thể dễ dàng đột nhập vào trong xào huyệt của Silco. Nhưng không, đây thực chất là cái bẫy hòng mở đường cho cả bọn vào để dọn dẹp cho dễ. Để lại chuyện giải cứu Vander cho Milo và Clagger làm, Vi một mình đối chọi với toàn bộ thuộc hạ của Silco. Tuy nhiên thì khi tên thuộc hạ sử dụng huyết thanh kia bước vào, Vi không phải là đối thủ của hắn và cả bọn phải gồng mình lên để chống chọi, hòng tìm cách trốn thoát. Giữa lúc lâm nguy, Powder đã lẻn đi theo và tính cứu gia đình mình bằng cách sử dụng quả bom tự chế được làm từ món đồ chơi của mình và nguồn năng lượng Hextech lấy cắp được. Nhưng rồi thì vụ nổ đó đã xảy ra quá lớn, Milo và Clagger thiệt mạng, Vi thì bị thương nặng, nhưng tên đột biến kia và Silco thì vẫn an toàn. Và Vander không còn cách nào khác là phải tự mình đứng ra đấu với hắn ta để cứu Vi. Nhưng Silco đã can thiệp vào nên Vander đã thất bại và bị ném xuống bên dưới. Bị dồn vào chân tường, Vander đành sử dụng Shimmer để giết tên kia, đồng thời cứu được Vi ra khỏi vụ nổ. Ngay lúc mọi thứ đang căng thẳng thì Vander đã gần như không qua khỏi. Powder xuất hiện, vui vẻ với chiến tích của mình và khoe với Vi. Không kiềm chế được, Vi bắt đầu mắng xối xả và đánh Powder, đổ lỗi cho việc cô xui xẻo nên khiến tất cả mọi người chết rồi bỏ đi để mặc Powder ở lại. Tập 3 khép lại với việc Silco tiếp cận Powder và cô bé cũng không chần chừ mà xả vào lòng hắn ta để được an ủi. Còn Vi thì khi nhận ra điều đó, cũng bị Marcus đánh thuốc mê rồi kéo đi. Bước sang tập 4, Happy Progress Day. Một khoảng thời gian dài sau những sự kiện đã xảy ra trong tập phim trước, giờ đây Piltover đã hoàn toàn phát triển một cách cực kỳ chóng mặt nhờ những bước tiến về công nghệ Hextech mà Jace đã mang tới. Mở đầu tập phim này ta thấy được Heimerdinger đã cho gọi Jace đến văn phòng của mình để bàn chuyện trước khi ngày tiến bộ diễn ra để dành lời khen cho anh về những đóng góp của mình cũng như đề nghị anh phát biểu trước công chúng thay ông. Đến với ngày tiến bộ thường niên của Piltover vào ngày hôm sau, ta thấy được rằng công nghệ Hextech của Jace đã cải tổ Piltover thành một nơi đáng mơ ước. Khi từ Hextech,
Nay nó đã phát triển lên thành Hacks Gate, một trạm giao thương cực kỳ hiện đại, đã thu hút hàng tá thương nhân ở khắp Runeterra. Cắt cảnh thì ta đến với nhóm người của Silco đang vận chuyển lậu những thùng hàng chứa Shimmer từ bên dưới Zon lên trên bề mặt. Tuy nhiên thì cuộc vận chuyển này ngay lập tức bị gián đoạn bởi nhóm Firelight. Mục đích chính của nhóm người mới nổi này chính là muốn phá bĩnh những mối làm ăn của Silco liên quan đến loại hóa chất Shimmer kia. Và ngay sau đó thì Powder, hay lúc này đây đổi tên thành Jinx, xuất hiện với bộ dạng điên cuồng của mình và hạ gục được khá khá tên trong nhóm của Firelight. Cuộc đụng độ của hai phe sau đó bị gián đoạn bởi Jinx chạm mặt được một người có vẻ ngoài rất giống Fire nên đã bị mất tập trung để rồi bắn loạn xạ lên cả về phía địch lẫn đồng minh, khiến hai bên phải ngay lập tức giải tán. Quay trở lại với Piltover, Jace và Victor lúc này đây đã phát triển được Hextech lên một tầm cao mới khi họ đã có thể kiểm soát được nguồn năng lượng bất ổn của Hextech và vận dụng nó vào trong những công cụ hỗ trợ cho người dân, như là găng tay Atlas giúp thi công các công trình hạng nặng. Kế đến là móng vuốt Hex, một cánh tay cơ khí được trang bị tia laser có thể cắt được những kim loại cứng. Tuy nhiên thì Heimerdinger cho rằng thứ này vẫn chưa ổn định và an toàn nên đã yêu cầu hãy nghiên cứu thêm tầm chục năm nữa. Và rõ ràng lý do này đã khiến hai chàng trai không mấy hài lòng. Cũng trong lúc những sự việc trên đang diễn ra, ta biết được rằng Caitlin, cô bạn thân thuở nhỏ của Jace, nay cũng đã trở thành một cảnh vệ binh và đang điều tra về vụ buôn lậu kia. Rõ ràng điều này đã làm Marcus, nay đã trở thành cảnh sát trưởng, cảm thấy chướng mắt nên hắn đã yêu cầu cô đừng can thiệp vào. Còn về phía ở bên dưới Zon, thành phố ngầm giờ đây đã chịu sự quản lý của Silco. Thứ hóa chất Shimmer được sử dụng rộng rãi hơn như một chất gây nghiện và điều kiện sống cũng ngày càng trở nên tệ nạn. Còn về nhóm người của Silco thì Sevica rõ ràng là không hài lòng với sự thiếu ổn định và tỉnh táo của Jinx nên đã báo cáo lại cho Silco hay. Dẫu thế thì Silco vẫn thông cảm cho Jinx và bênh vực cho cô nàng. Đồng thời ta cũng thấy được cả hai hiện giờ đang rất thân thiết với nhau. Tuy nhiên thay vì muốn Jinx bình tâm lại nên Silco đã giao Sevica đi làm nhiệm vụ tiếp theo thay cô và điều này đã khiến Jinx không mấy vui vẻ. Về phía Jace, thì sau khi có cuộc gặp mặt với ủy viên Mel, anh đã quyết định cùng Victor công bố dự án mới của mình bất chấp sự ngăn cản của Heimerdinger. Nhưng rồi trong một phút chốc thoáng qua, anh đã tạm thời gác dự án lại vì sự an toàn của mọi người và điều này đã khiến cho Victor và cả Mel cảm thấy thất vọng. Trong lúc Jace đang phát biểu thì ở phía bên ngoài một vụ nổ đã xảy ra và kẻ chủ mưu không ai khác ngoài Jinx vì cô muốn gây ấn tượng với Silco. Thiệt hại của vụ nổ đã khiến cho một số cảnh vệ binh thiệt mạng, Caitlin thì bị thương và trong lúc mọi thứ đang rối loạn, Jinx cũng tranh thủ trộm đi hết những viên Hextech của Jace ở trong phòng thí nghiệm của mình rồi khoe nó với Silco để xoa dịu hắn sau những hành động mang tính bộc phát mà cô vừa làm. Đồng thời thì hành động này của Jinx đã khiến cho xung đột giữa Piltover và Zon trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Và để tạm thời nâng cao sự bảo hộ của Piltover, hội đồng đã quyết định cho Jace trở thành một ủy viên để có thể cùng quán xuyến mọi thứ. Jace sau đó cũng mang chức vụ mới này của mình đến để khoe với cô bạn thân Caitlin, cũng như là khuyên cô hãy làm việc trên bàn giấy để tránh bị thương vô ích. Nhưng rõ ràng là với bản tính của mình, Caitlin đã từ chối và quyết tâm theo chân vụ việc kia. Điều đó đã dẫn Caitlin đến với nhà tù Stillwater để thẩm vấn một tù nhân. Tiếp tục với tập 5, Everybody Wants to be My Enemy. Người tù nhân mà Caitlin đang muốn thẩm vấn đã không may bị đấm đến lệch hàm bởi một người khác, nên Caitlin không còn cách nào khác ngoài việc phải thẩm vấn kẻ gây ra chuyện này. Và đó không ai khác ngoài cô nàng tóc hồng ưa bạo lực, Vi. Và rõ ràng với bản chất luôn căm ghét các cảnh vệ binh nên thái độ của Vi dành cho Caitlin là không mấy thiện cảm. Dù rất cứng đầu và không hề hé môi nửa lời, nhưng sau khi nhận ra những dấu hiệu có liên quan tới cô em gái của mình, Vi đã chấp nhận sẽ giúp Caitlin điều tra nếu được thả ra. Và điều ước của Vi nhanh chóng được thực hiện. Và với sự quen thuộc đường xá ở dưới thế giới ngầm của mình, Vi rất dễ dàng di chuyển ở khắp nơi, trong khi Caitlin thì tương đối khó khăn. Và sau đó thì cả hai ghé một quán ăn quen thuộc của Vi ở bên dưới Zon. Nhờ mối quan hệ của mình, Vi đã được chỉ điểm đến một nhà thổ để tìm thêm thông tin. Bên cạnh đó thì vì tình hình đang diễn ra quá căng thẳng, Marcus đã tìm đến Silco để nhận lời giải thích và Silco đã đùn đẩy mọi trách nhiệm về phía nhóm của Firelight. Về phía của Jace, sau khi được thăng chức, anh đã nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của một số quan chức cấp trên vì cách làm việc quá cứng nhắc của mình. Đây cũng chính là điều mà Mel khuyên Jace nên thay đổi để cải thiện tình hình và anh chàng của chúng ta cũng bất giác mà ngoan ngoãn nghe theo, kết nối với các ủy viên và các quan chức khác để làm đối tác trong công cuộc nghiên cứu về công nghệ Hextech. Và vì quay lại với nhau nhiều, Jace và Mel đã nảy sinh tình cảm với nhau. Trong lúc anh bạn thân của mình đang đắm chìm trong mối quan hệ mới này, Victor vẫn cặm cụi nghiên cứu cách để tiến hóa công nghệ Hextech một mình. Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, vì quá lao lực,
cộng thêm việc tuổi thơ của Victor khi xưa là ở bên dưới John và thường xuyên phải hít những thứ không khí độc hại, nên Victor đã lâm bệnh nặng và không còn quá nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên, thì loại công nghệ Hightech mà Victor ngày đêm nghiên cứu kia đã phát triển nhờ chất xúc tác bên ngoài chính là máu của anh. Trở lại với John, thì nhờ được người quen chỉ điểm, Vi đã tìm ra được Sevica. Ả thuộc hạ đã phản bội Vander để tần cho ả ta một trận. Tuy nhiên thì ngay sau đó, Vi đã bị thất thủ trước Sevica vì ả ta tiêm Shimmer vào người thông qua cánh tay máy của mình để tăng cường thể chất. May mắn là Caitlin đã can thiệp kịp thời để giải nguy thành công cho Vi. Và sự kiện cuối cùng trong tập này đó là Silco sau khi đã làm tư tưởng thành công với Jinx để giúp cô gạt bỏ quá khứ qua một bên để tiếp tục nghiên cứu loại công nghệ Hextech kia thì hắn cũng đã nghe tin Vi trở lại từ Sevica. Đến với tập 6, When These Walls Come Tumbling Down, ta hãy cùng quay ngược thời gian trở về với quá khứ của Victor một chút. Ta thấy được rằng là từ lâu, anh chàng đam mê về sáng tạo của ta đã rất cô đơn và luôn phải lủi thủi một mình với đống máy móc tự sáng chế. Và cũng nhờ vậy mà anh gặp được Sinh trong một hang động được trồng đầy những loài cây màu tím. Cùng với đó là sinh vật đột biến của ông, Rio. Trở lại với thực tại, Jace đã tìm gặp Mel sau khi bỏ đi giữa đêm vì nghe tin về người bạn thân của mình để xin lỗi cô. Còn về phía của Vi, sau khi bị thương thì cô đã được Caitlin dẫn tới một nơi quen thuộc xưa cũ để ẩn nấp, tránh sự truy bắt từ đồng bọn của Silco. Tên phản diện của ta thì sau khi nhận ra Vi đang lộng hành bên dưới John, hắn đã tìm đến nhà của Marcus để đe dọa con gái của ông về việc để Vi còn sống và Caitlin thì tự do đi khắp nơi ở địa bàn của mình. Ngoài ra thì lõi công nghệ kia của Victor đã hoạt động được. Nó có khả năng tăng cường sinh lý và kéo dài sự sống. Tuy nhiên vì không ổn định nên nó đã bị Heimerdinger coi là mối nguy và phải tiêu hủy. Hành động cứng rắn quá mức này của Heimerdinger đã khiến cho Jace không thể ngồi yên và nhìn người bạn của mình cứ chết dần đi được nữa. Nên anh đã đứng lên, biểu quyết để tước bỏ đi chức ủy viên của ông trong hội đồng. Còn người bạn thân của anh thì vì không còn đường lui, Victor đã tìm về người thầy năm xưa là Sinch để nhờ ông trợ giúp. Còn về phía của Vi và Caitlin lúc này đây, tại nơi mà Vi đang nghỉ dưỡng, Caitlin gặp được một người quen của Vi. Tuy nhiên thì giờ đây ông ta đã trở nên khá bê tha do thứ thuốc Shimmer kia. Dẫu vậy thì ông cũng chỉ đường cho Caitlin đến nơi kiếm thuốc để chữa trị cho Vi và Caitlin cũng phải dùng lấy khẩu súng yêu quý để đổi lấy thuốc trị cho Vi. Yên ổn dưỡng thương chưa được lâu thì Silco đã tìm đến, cung cấp cho đám người dưới đây một ít Shimmer để làm tay sai cho hắn tấn công Vi và Caitlin. Giữa lúc nguy cấp, nhờ sự nhanh trí của mình, Caitlin và Vi đã đẩy gãy một cây cột khiến cả khu dưới đây bị sụp đổ và cả hai trốn thoát được khỏi Silco. Ở phía bên trên, Jinx sau khi nhận ra Silco nói dối mình về cái chết của Vi đã dùng khẩu pháo sáng và thắp nó lên để Vi nhận ra rồi tìm thấy mình. Và rất nhanh chóng, hai chị em Vi và Jinx cũng có cơ hội tái hợp với nhau sau bao năm xa cách. Nhưng rồi họ lại tiếp tục bị gián đoạn bởi nhóm Firelight. Trận chiến của hai bên diễn ra vô cùng căng thẳng. Ở ngay khoảnh khắc mà Vi bị phân tâm do nhìn thấy người em gái ngoan hiền của mình khi xưa, nay đã trở nên rất điên loạn. Cô bị một người của nhóm Firelight đánh ngất rồi bắt đi. Cả Caitlin trong lúc mài bảo vệ viên Hextech lấy được từ Jinx thì cũng bị bắt. Qua tập 7, The Boy Savior. Sau khi bị đánh ngất và bắt đi ở cuối tập phim trước, danh tính thực sự của thủ lĩnh nhóm Firelight cuối cùng đã được tiết lộ. Echo, người bạn khi xưa của Vi, chính là người đứng đầu của băng nhóm này. Và với mối quan hệ tình xưa nghĩa cũ của mình, Vi và Echo đã nhanh chóng xóa nhòa mọi hiểu lầm, cũng như Vi giới thiệu Caitlin với Echo rằng cô là một người Piltover đáng tin cậy. Mặt khác thì ở đâu đó dưới thành phố ngầm, Victor được Sinch đưa ra lời khuyên răn rằng anh phải tự mình tiếp xúc với Hexcore để nghiên cứu này có thể thành công, đồng thời không quên nhắc Victor rằng phải sử dụng Shimmer để nâng cao thể chất. Về phía Silco thì hắn ta lúc này đây vẫn liên tục chịu áp lực từ Sevica cũng như với các đối tác khác của mình bởi Jinx cứ liên tục làm hỏng chuyện và làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Tuy nhiên thì sau tất cả, Silco vẫn bênh vực cho Jinx và dằn mặt đám đối tác đang nghi ngờ hắn bằng khí độc để chúng hiểu chuyện và ngoan ngoãn nghe lời. Còn ở bên trên, Jace đang ngày đêm đắm chìm trong lò rèn để sáng chế món vũ khí cho riêng mình, để quên đi nỗi buồn rằng đã phản bội người thầy của mình. Sau đó thì Mel cũng xuất hiện để động viên và an ủi anh, đồng thời anh cũng không hài lòng với Victor khi anh bạn của mình cứ qua lại với thành phố ngầm, bất chấp tình hình của hai bên đang ngày càng trở nên căng thẳng. Còn Mel thì sau khi gặp mặt lại với Jace, cô cũng nhận được một lá thư báo rằng mẹ của mình sắp sửa đến Piltover để viếng thăm. Trở lại nơi ở của Echo, ta thấy được rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh cùng những người anh em của mình đã xây dựng nên được một hang ổ đầy sức sống xoay quanh một cái cây cổ thụ vẫn phát triển xanh tươi, bất chấp không khí ô nhiễm ở bên dưới.
Echo sau đó cũng đưa cho Caitlyn xem về viên đá Hextech mình cướp được từ Jinx. Caitlyn đã khuyên Echo rằng hãy giao nộp lại viên đá vì cô có bạn trong hội đồng sẽ giúp chấm dứt được cuộc tranh chấp lần này. Cộng thêm lời khuyên của Vi, Echo đã đồng ý đi theo cả hai lên Piltover để giao lại viên đá Hextech. Tuy nhiên, thì bên cạnh nhà ý muốn chấm dứt xung đột của hai bên từ cả ba, Mel đang liên tục thúc giục Jace và Victor chế tạo vũ khí để phòng hờ những rắc rối liên quan đến chiến tranh sắp sửa xảy ra. Chính ý đồ quân sự hóa Hextech này đã khiến tình bạn của Jace và Victor có chút rạn nứt. Vì thế mà Victor đã quyết định tự mình tiến hành việc kết hợp Hexcore vào trong cơ thể mình. Còn Jace thì về nhà trong sự rối bời, lo lắng rằng mọi thứ dần lệch ra khỏi hướng đi ban đầu của anh. Tạm gác lại câu chuyện của Jace và Victor, Vi, Caitlyn và Echo cũng bắt đầu lên đường để giao trả viên Hextech. Tuy nhiên thì tại cây cầu nối liền giữa hai thành phố, cả bọn đã bị Marcus cùng đội cảnh vệ binh chặn đường và hắn ta đã có ý định giết Caitlyn để bịt đầu mối. Nhưng rồi sau đó một bầy bọ phát sáng bất ngờ xuất hiện trên cầu và phát nổ, khiến Marcus và toàn bộ cảnh vệ binh ở đó mất mạng. Jinx cũng xuất hiện ngay sau đó để lấy lại viên đá Hextech, nhưng khi cô thấy được chị gái của mình đang tay trong tay với Caitlyn, Jinx đã nổi điên và bắt đầu nổ súng loạn xạ. May là nhờ có sự xuất hiện của Echo cướp lại viên đá và mở đường. Vi và Caitlyn bình yên vô sự rời đi, để lại Echo và Jinx một đấu một với nhau. Dù có một tuổi thơ rất gắn bó và thân thiết với nhau, nhưng giờ đây hai người đã ở hai chiến tuyến khác nhau nên Echo buộc phải hạ gục Jinx. Tuy nhiên thì vì một thoáng mất tập trung, Echo đã không xuống tay được với Jinx nên đã để cô nàng rút chốt của quả bom trên tay và để nó phát nổ. Sang tập tiếp theo, Oil and Water. Mở đầu tập phim chính là về quá khứ của ủy viên Mel khi còn ở Noxus và ta thấy được cảnh mẹ của cô hành quyết một người thuộc chế độ cũ ở nơi mà quân đội Noxus vừa chiếm đóng bất chấp việc Mel muốn tha cho cô ta. Trở lại với cuộc chiến kia, ta thấy được rằng Vi và Caitlyn vẫn chưa lấy lại được viên đá Hextech từ Jinx mà nó vẫn còn nằm trong tay của cô nàng khi mà Silco tìm đến cây cầu. Cảnh tượng kinh hoàng trên cây cầu sau đó đã khiến Jace bị buồn nôn khi chứng kiến, đồng thời nó cũng giúp Jace hạ quyết tâm về việc sử dụng vũ lực để giải quyết chuyện này. Vài sau đó thì được Caitlyn đưa về nhà để tạm lánh và bị bố mẹ của cô phát hiện. Caitlyn cũng nhân cơ hội mà yêu cầu mẹ của mình cho cô và Vi trình bày ý kiến của bản thân trước vụ việc lần này với hội đồng. Bên cạnh đó thì ta cũng được diện kiến mẹ của ủy viên Mel lần đầu tiên và biết được rằng bà cũng chính là người đã trục xuất Mel ra khỏi Noxus khi xưa vì sự yếu đuối của cô. Và ngay khi đến được Piltover, bà cũng gặp mặt Jace để thúc giục anh quân sự hóa công nghệ Hextech. Về phía của Silco, sau khi tìm thấy Jinx đang bị thương rất nặng, hắn đã đưa cô đến chỗ của Sinch để ông cấp cứu. Và với tài năng cùng hóa chất Shimmer của mình, Jinx đã được cứu sống thành công. Ngoài ra thì cũng ở Zon, Heimerdinger sau khi bị phế truất khỏi hội đồng đã đi xuống thành phố ngầm để tìm hiểu về người dân ở đây. Đây cũng là lúc mà ông gặp được Echo, người may mắn sống sót sau vụ nổ trên cầu mà Jinx gây ra. Tiếp nối theo sau những thiệt hại trước kia của Jinx, cuộc họp hội đồng đã lại một lần nữa được diễn ra với sự tham gia của Caitlyn và Vi. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn bế tắc, ngoại trừ Vi và Jace ra, những người còn lại vẫn coi thường sức mạnh của thế giới ngầm và Silco. Chính vì thế mà Vi đã phải nói lời từ biệt với Caitlyn để đi tìm gặp riêng Jace, hòng thuyết phục anh cùng cô đi tiêu diệt Silco. Ngoài ra thì thí nghiệm của Victor về Hexcore lên trên chính cơ thể mình đã có hiệu quả khi nó giúp cho cơ thể của anh trở nên vượt trội hơn hẳn trước kia. Nhưng rồi một chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Trong lúc cố gắng kích hoạt Hexcore lần thứ hai, một cơn bão điện từ đã xuất hiện và vô tình khiến cô bạn thân Sky của anh đã phải mất mạng. Trở lại với kế hoạch của Jace và Vi, cả hai quyết định tấn công vào cơ sở điều chế Shimmer của Silco để triệt đường sản xuất ở bên dưới. Tuy nhiên thì bọn thuộc hạ của Silco cũng không phải dạng vừa, chúng được trang bị một bộ áo giáp tiên tiến và nhanh chóng áp đảo đội cảnh vệ binh. May thay là nhờ có hai món vũ khí Hextech lợi hại, Jace và Vi mới có thể khống chế được tình hình. Tuy nhiên thì trong lúc chiến đấu, Jace đã vô tình giết hại một đứa trẻ. Chính vì thế mà anh quyết định kéo quân về, không tiếp tục tấn công nữa và để lại Vi một mình. Ở cuối tập phim này, ta thấy được Caitlyn trong lúc tắm ở nhà thì đã bị Jinx ghé thăm và bắt cóc. Đến với tập phim cuối cùng của cả loạt phim, The Monster You Created. Sau cuộc đụng độ của Jace, Mel đã biết được sự thay đổi của Jace là do mẹ mình tác động nên đã tìm bà đối chất. Nhưng rồi thì sau cùng, Mel lại bị chính bà ta thuyết phục rằng hãy để chiến tranh xảy ra để đổi lại là cô được cho về lại quê nhà để cùng bà thống trị. Về phía Jace thì sau khi tàn cuộc, anh cũng tìm gặp người bạn thân của mình. Đây cũng là lúc mà Victor dự tính kết liễu mạng sống của mình khi đã vô tình khiến cho một người vô tội thiệt mạng. May là nhờ có Jace nên Victor đã phần nào tỉnh táo lại được.
cả hai sau đó đã đi đến một thống nhất chung là phải hủy bỏ thứ hex core thiếu an toàn và khó kiểm soát kia, cũng như phải chấm dứt xung đột giữa hai thành phố. Mặt khác thì ở dưới thành phố ngầm, Silco sau khi giải quyết xong vài tên thuộc hạ có âm mưu làm phản thì cũng có một cuộc hẹn với Jace để giao kèo một số thứ. Jace đã chấp nhận mọi điều kiện mà Silco đặt ra để giúp thành phố ngầm được độc lập và có một tên gọi riêng là John. Với một giao ước, đó là Silco phải giao nộp Jinx cũng như chấm dứt việc sản xuất Shimmer. Sau khi nhận ra mình sắp phải bán đứng đứa con gái nuôi, Silco ngồi dưới một bức tượng được tạc hình Vander để tâm sự, và rồi Jinx ở ngay đó, nghe được hết mọi chuyện. Về phía của Vi, thì sau khi Jace rời đi, cô đơn phương độc mã tiến đến quán The Last Drop để đối đầu với Sevica. Trận chiến cực kỳ căng thẳng này kết thúc với phần thắng sau cùng thuộc về Vi. Tuy nhiên thì cô sau đó đã bị đánh ngất bởi Jinx sau khi cô nàng đã phục kích từ trước. Sau đó tại hang ổ của Jinx, ta thấy được cô nàng đã bày biện sẵn một bàn tiệc để tiếp đái những người bị mình bắt giữ, có cả Caitlyn và Silco. Sau một hồi tranh cãi dữ dội, Caitlyn đã thoát ra được nhưng cũng nhanh chóng bị Jinx áp sát và đánh ngất với tốc độ vượt trội nhờ Shimmer. Ngay sau đó thì tới lượt Silco thoát khỏi dây chói và dự định bắn chết Vi, nhưng Jinx lúc này đây đã hoảng loạn và lại điên cùng xả súng, và Silco đã ăn trọn những viên đạn của cô. Ở những khoảnh khắc cuối đời, Silco vẫn không quên nói cho Jinx nghe rằng ông không có ý định giao nộp Jinx cho cảnh vệ binh và sẽ luôn đứng về phía cô. Sau những lời trăng trối ấy, Jinx bỏ mặc Vi và Caitlyn lại và cùng viên đá Hextech kia và khẩu súng xương cá của mình ra ngoài. Trong lúc những sự việc đó đang xảy ra, thì ở phía hội đồng, Jace và Victor đã kịp thời thuyết phục được mọi người chấp thuận với những lời đề nghị của Silco để giữ lại hòa bình cho hai phe. Nhưng rồi trước khi mọi thứ kịp thời kết thúc êm đẹp, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp của Jinx đã bay thẳng tới đây nhắm vào tất cả mọi người. Và đó là toàn bộ sự kiện đã xảy ra trong 9 tập phim của Arcane. Liệu chúng mình có bỏ lỡ điều gì hay không? Cũng như còn điều gì mà các bạn mong muốn chúng mình sẽ làm tiếp về series này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like và subscribe cho Way to Weird Movie để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại! Way to Weird out!